ngày 5 tháng 6 tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức phiên họp cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp quý 2 năm 2023. Theo báo cáo, 5 tháng đầu năm 2023, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước và thế giới để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác thu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2022 với khoảng 17,47 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 37,48% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, ngành đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm y tế và đạt kết quả tích cực với khoảng 90,69 triệu người tham gia, tăng 4,43 triệu người so với cùng kỳ năm 2022. Công tác về cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số thì chúng tôi đã thấy là tiếp tục, mặc dù thủ tục hành chính 100% là dịch vụ công trực tuyến rồi, thế thì tiếp tục cắt bớt thủ tục hành chính làm sao tinh gọn nhất nhưng vẫn phải quản lý được. Ở đây nó có một cái ý chúng ta theo đuổi về cái việc mà cải cách và tinh gọn cái thủ tục, thế nhưng nếu không quản lý được thì chúng ta phải xem xét. Cái này chúng tôi rất là coi trọng hai cái vế này, nhưng mà mục tiêu cuối cùng là cải cách nhưng phải tăng cường và quản lý được đấy, các cái khoản mà quản lý về quỹ, khoản chi của các khoản quỹ này. Bên cạnh đó, 5 tháng đầu năm 2023, ngành đã thực hiện tốt công tác giải quyết, chi trả chế độ, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế, ước cho 69,7 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tương ứng số chi trả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 47.466 tỷ đồng. Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Tài chính thực hiện xử lý nhiều vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế và kinh phí hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh.